Mình đây, mình Khoa, mình là admin của kênh Chị Ba Ô Tô. Thì lần trước thì mình đã nói nhiều về giữa sống và tồn tại, thì lần này mình sẽ nói về một chủ đề, đó là vì sao phải học. Thì đây là một cái câu hỏi mà chắc là có nhiều bạn đã nghĩ đến, cũng như là những đứa em hoặc là người bạn đã từng đề cập nhiều, như là tại sao mình phải học nhiều như vậy. Mày học như vậy thì có bằng được tao không? Là những đứa trẻ nó hay hỏi là tại sao anh lại bắt em học? Tại sao cha mẹ lại bắt con phải học? Thì như ngay từ đầu vào trong sách giáo khoa khi các bạn còn nhỏ thì đã được dạy, đó là học, học nữa, học mạnh. Cái câu của Linh hay là cái câu bác học, không phải là ngành học của ông Darwin, thì nó sẽ ăn sâu vào trong định thức. Thì bây giờ mình sẽ phân tích để các bạn có thể trả lời được câu hỏi nhỏ này. Nhà nhỏ các bạn đi học, các bạn có bị mà cha mẹ ép con phải cố gắng học để sau này trở thành kỹ sư, bác sĩ, trở thành bất cứ cái gì khác mà không hề biết là mình sẽ thích cái gì, mình muốn cái gì? Rồi khi mà các bạn học giỏi hay là học tiên tiến hay học xuất sắc gì đó thì mới được đánh thưởng, mới được khen ngợi, mới được nêu tên trước trường. Nếu mà học dở thì bị phê bình, bị mắng nhiếc, bị coi thường. Đến khi mà các bạn lớn lên, các bạn đi học phổ thông đi, các bạn phải học những cái môn học mà các bạn ghét. Ví dụ như các bạn ghét môn mỹ thuật, vẽ hoài vẫn xấu, điểm vẫn thấp. Hay là một cái môn tiếng Anh đi, mình làm hoài, cố gắng làm thì chỉ được trung bình thôi. Vì cái môn tiếng Anh thôi mà có thể mình kéo mình xuống một cái bậc học vượt hay gì đó. Đến cái lúc các bạn học đại học, cố gắng học phổ thông, học rất là nhiều kiến thức tối quá rồi, rất là nhiều rồi. Tự nhiên lên đại học lại bắt thêm học 2 năm đại cương, 2 năm, 2 năm rưỡi nữa đại cương. Cảm thấy như là một thẳng chán nản về cái cuộc đời của mình. Rồi đến khi mà ra trường thì cái kiến thức này đôi khi nó lại không được sử dụng. Còn ông thầy ép mình học cái giáo trình như thế này, khổ cuộc đời mình quá, vi phạm cuộc đời mình quá. Đến với một ngày nào đó thì các bạn lại nhìn lại, cái môn này nó cũng có một cái giá trị nào đó trong cái công việc của các bạn. Mình học cái đó nó có ích cho mình, thì cái thay đổi tư duy từ lần. Giờ mình sẽ bắt đầu đi vào phân tích. Thì như một cái định nghĩa, đó là học là gì? Học hay là học hành, học hỏi, học tập là cái quá trình mà các bạn tiếp thu kiến thức, sự hiểu biết cái về những cái hành vi, những cái kỹ năng, cái sở thích. Học hỏi trong khoa học người ta đã xác nhận là không chỉ có ở động vật hay con người mà nó còn có thực vật, thậm chí là máy móc. Vậy thì cái vai trò của việc học nó rất là quan trọng trong cái cuộc sống, đặc biệt đối với loài người chúng ta. Như lần trước thì mình đã nói, sống là cái quá trình mà chúng ta đi tìm cái câu trả lời cho cái câu hỏi tôi là ai, tôi muốn gì và tôi tồn tại để làm gì. Thì ở trong cuộc sống nó sẽ có nhiều cái cạnh khác nhau. Mình sẽ lấy ví dụ như lần trước, đó là ví dụ về cái cạnh nghề nghiệp. Thì lần này thì các bạn đã biết rồi, để mà các bạn làm việc được, thường thì các bạn sẽ sử dụng cái kiến thức, đó là kiến thức phổ thông, là cái kiến thức căn bản nhất. Các bạn học đến lớp 12 là người ta chỉ mới thuộc 12 năm học, chỉ mới là cái kiến thức phổ thông thôi. Thì mình nghĩ là các bạn vừa biết rồi, kiến thức phổ thông thì nó bao gồm có cái môn về kiến thức khoa học, toán lý hóa sinh, và những cái kiến thức xã hội, văn hóa, văn sử địa, rồi những cái môn thiên về thể chất, rồi nghệ thuật, hội họa, ca hát, nó là một chút lại có các bạn lại đi học lên trung cấp, cao đẳng, đại học. Đó là cái kiến thức mà gọi là trên phổ thông, kiến thức chuyên sâu hơn. Thì theo các cấp bậc thì nó có cái độ sâu khác nhau, chiều sâu khác nhau, về cái độ rộng của cái kiến thức nó cũng khác nhau mà. Kế tiếp đó là cái
kiến thức về của trường đại. Mình nói kiến thức trường đại là gì? Thì khi các bạn đi làm việc có thể là người dạy người, thậm chí là những công việc mà các bạn không cần cái kiến thức mà các bạn học trên trường lớp, chỉ cần một người chỉ dạy cho các bạn có thể làm việc. Đồng thời những cái lĩnh, những cái nghề nghiệp mà cần cái độ kỹ năng cao thì các bạn còn có những cái kiến thức ở trên lớp mà còn có cái những cái kỹ năng ở ngoài, ví dụ như kỹ năng mềm, thì khi đến giao tiếp thì các bạn cũng phải tự trao dồi, tự học hỏi những người khác, nghĩ qua, tự đọc sách thì đó. Như mình đã kể đó, thì các cái kiến thức này, tất cả những kiến thức thì các bạn đều phải học. Ở đây thì học là một cái điều kiện quan trọng, là một cái điều kiện mà tiên quyết, then chốt để các bạn có thể gọi là khẳng định được và các bạn đang sống. Cái sự của các bạn bắt nguồn từ cái sự chủ động và ở cái tâm thái tốt hơn, cái kết quả nó mang đến sẽ tốt hơn. Đồng thời như mình đã nói ở lần trước, với cái sự chủ động này các bạn có thêm một cái kế hoạch nữa, thì việc thành công trong mọi lĩnh vực nó sẽ cao hơn những con người mà không có sự chuẩn bị. Mình lấy một cái ví dụ như các bạn ngày trước các bạn cứ nghĩ là mình phải ép buộc phải học tiếng Anh và cố gắng để học tiếng Anh để qua môn hay gì đó, tâm thái thì không tốt, cuối cùng thì kết quả cũng không tốt, thậm chí các bạn phải lo môn tiếng Anh mà không phải ra trường. Nhưng mà khi các bạn thay đổi một chút về cái tâm thái thôi, mình học cái môn tiếng Anh này là để ra trường có thể sử dụng được những cái tiếng Anh chuyên ngành, các bạn kỹ năng để giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài, đọc tài liệu bằng tiếng Anh, thì tự nhiên các bạn sẽ có động lực. Và khi mà các bạn có kế hoạch, ví dụ như các bạn lên kế hoạch là mình sẽ học ở trung tâm bao nhiêu tháng, bao nhiêu giờ, hàng ngày có những cái môn học nào, các bạn có thể là lên một cái lộ trình học cho bản thân. Và thậm chí là những cái kế hoạch mà ví dụ như các bạn nghe nhạc hay là nghe những cái đoạn clip, các bạn phân giờ ra các bạn học nữa, thì cái hiệu quả nó, mình đảm bảo với các bạn là hiệu quả nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Mà cái sự học nguồn từ sự bắt buộc học bao nhiêu là đủ. Để trả lời cái câu hỏi này, mình sẽ cho các bạn nghe một chút về cái câu chuyện. Đó là mình cũng có một vài người bạn, mình đã học lên tới bậc kỹ sư, thì các người bạn của mình học chỉ đến trung cấp hay khoảng thôi, nhưng mà khi mà họ ra đời thì họ lại thành công hơn. Cái hôm đó thấy có một top bạn cùng nhau uống cà phê, thì cái người bạn này mới kể về những cái thành công của họ và nói, ví dụ như nói tại sao mấy người bay lại cố gắng học như vậy để rồi bây giờ cũng không có thể nào bằng tao hay gì đó. Thì cái câu chuyện nó trở nên kiểu như ngột ngạt, bạn bè cũng trở nên mà có một cái gì đó cay cú, xích mích trong lòng. Nhưng mà có hàng nói ra, có hàng không nói ra, hoặc là cả bọn không nói ra, rồi cùng nhau bạn nói gì. Nhưng mà qua đó thì bạn đã hiểu một điều là cái người bạn đó đã không học được cái sự gọi là khôn khéo, hay là cái sự đối nhân xử thế. Đồng thời cùng việc có người đó thì cũng là không thể mà cân bằng giữa cuộc sống và gia đình, họ không có thời gian gia đình. Mình thì cũng nói năm nay thì mình không phải là được trọn vẹn hơn khác, nhưng mà mình có thể còn bổ hơn và có cái tầm nhìn hơn một chút, để mà khi mà mình nói chuyện với những người tùy tầng lớp, tùy đối tượng, mà mình có thể làm cho họ cảm thấy mà vui vẻ, tiếp tục hơn, không phải là mình cứ phải huênh hoang về những cái thành công của mình.